Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này mời. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục làm video, đó là Khải sẽ chuyển về nhân vật nữ này mời. Trước mắt thì Khải sẽ test nhân vật nữ với Xích Đình Quốc và kèm với 120 chón và 80 chậm và một coi loài sắc nội công 154 và không chơi khăn lôi nha anh em. Đó, hoặc là sau này Khải có thể mang một món khăn lôi vào và chỉ còn 80 chậm 80 chón, hoặc là Khải sẽ mang tiếp tục một món khăn lôi vào, đó là hai món khăn lôi sẽ có 80 chón và 40 chậm và một cây lò sắt nội công. Đó nha anh em, có ba hướng như vậy để chúng ta có thể test xét định quốc này. Và thì trước mắt thì đỡ đổi nhân vật nữ thì Khải đã chuẩn bị cho mình, đó là 2k vạn và một cái đội giới tính. Đây anh em ơi, đây tại thì anh em đã biết thì ở cái xét định qua ở cái xét định quốc này với nhân vật nam thì nó đang với hiệu ứng đó là đầu chọc và áo tanh, thì không biết Khải chuyện nữ với hiệu ứng trang sức những này thì không biết là như thế nào, đang thử nha anh em ơi. Còn nếu không ổn thì chúng ta tiếp tục lên khu vực kia rồi đổi lại ngoại trang cho nhân vật nữ cho đẹp nha. Ok, giờ trước khi đổi thì Khải sẽ cho hết đồ là ngồi, chắc chắn phải cho hết đồ là ngồi rồi đó, nhân vật nó sẽ fit hết toàn bộ, không còn gì trong người nha nè. Rồi cả vũ khí này nọ nó cho nó ngồi hết, ngựa nghiếp này nọ, linh hồn nó bỏ cho người ta ra, tí nữa lên đường nào cũng phải lên đảo. Ôi con rương rồi, càng như giai đoạn bỏ bớt lên ngồi. Đó hết kim này, chặt khổ. Rồi vô vô rồi. Nhờ đó nhân vật này là phải rất nhiều chỗ. Ôi, còn đánh 4 ô nữa. Nhìn chỗ này ta. Rồi, nó sắp nhận vứt luôn. À, không được rồi. Không đậm mình ta xe. Đấy, tới nhìn nè. Ok nè mày, bây giờ chúng ta sẽ chuyển nha nè mày. Chúng ta sẽ chuyển nam thành nữ. Ok. Nó ghi là tốn 2k dạng nha nè. Và Khải thì vừa rồi thì đỡ, nó chỉ tốn 1k dạng mà thôi. Ok, để xem thử còn đầu chọc không nha mọi người. Vì là diễn nhân vật nữ á. Đầu chọc không? Không có nè mày. Ơ, đầu chọc luôn nè. Bừa bài đói. Đầu chọc luôn nè mày. Rồi, đầu chọc. À, nó vẫn ngồi chăng là kiểu đầu chọc với cái ấy. Ok. Rồi, lá đồ nữ bằng vô. Nữ thì Khải sẽ đi kèm với một dây chuyền kháng cả 10, chống 40 và một ngọc bội nữ kháng họ chống 40, thì Khải sẽ có cho mình là 120 chón và 80 làm chậm nha nè, không kháng lôi luôn đó, không máu luôn. Hoặc là có thể bỏ một cái ngọc bội này ra, mang kháng lôi 28 này vào đó, anh thấy chưa, hiện tại kháng lôi chỉ có 20 thôi. Còn nếu mà mang kiểu 80 chón 50 chậm thì lượng kháng lôi khá là cao đây nè, mang kiểu này thì lượng kháng lôi khá là cao. 50 chón 80 50 chậm 80 chón thì kháng lôi được 64. Ok em nè. Đó, này thì kháng lôi được 64. 50 chậm. Theo bạn nghĩ là cái này cũng ok đó. Kèm với lôi sắc nội công. 50 chậm 80 chón, đó. Và hai món kháng lôi. Đó, bù lại kháng lôi ok chưa? Đó. Quá ngon bạn em. Còn khi nào thích thì mang test 120 chón 80 chậm, một cây vũ khí lôi sắc nội công. Đó. Đây nè, cây vũ khí đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đảo. Còn những trang bị này tới tên là tính xong. À, nếu mà mang kiểu này thì lượng kháng lôi 6x khá là đều. Rồi, trước khi lên đảo chắc phải đi ngồi trang lại cái nón này. Đục, cái nón nữ mà nhìn cốm anh quá. Ớt anh quá. Những cái đồ nào mà không dùng mình sẽ bỏ này, có thể mình tính sau nha. Nói chung là mình sẽ test và trải nghiệm thường xuyên với móc như nam. Để ông Khải tính thì chắc là lần này chắc Khải sẽ test 140, 120 chón và 80 chậm. Theo Khải nghĩ Khải sẽ test full hiệu ứng. Rồi, vào trong đó Khải sẽ bù lắc xong. Đó, full hiệu ứng. Rồi, ok, lên đảo mang cái đó, full hiệu ứng như nam. Hôm trước Khải có test là với một móc 120 chón, 80 chậm, nhưng mà lại không có lôi sắc nội công. Nó bị thiệt một chỗ là không có lôi sắc nội công. Và ngày hôm nay thì Khải đã thành công với hướng đó là 80 chậm, 120 chón và có thêm lôi sắc nội công nè. Đó, chắc chắn mình em sẽ có thêm lôi sắc nội công. Đó.
Đây, thì là anh em xem sơ qua này, chón này, chón này, chón này, đó, 120 chón nha. Rồi, 80 chậm này, đó, đó. Và với một cái lò sắt nội công, đó, ok chưa? Ừ. Còn nếu mà 120 chón mà đánh tương đương giống như 80 chón thì Khải sẽ mang bòi khăn lôi vào chỗ này nữa, đó là xong rồi. Thì sẽ mang 80 chậm, 80 chón và một cái lò sắt nội công. Ok, chúng ta sẽ lên đảo mang cái kích vào. À, từ từ, trước khi lên đảo Khải đi ngoài trang cái đã. Ngoài trang cái nhân vật nữ lại cái đã, cái đầu chọc xấu á. Nữ mà đầu chọc thực sự không ai coi là gì nữa. Khải định lên live Khải mới làm cho anh em xem, mà thực sự là đỡ mà lên live thực sự không kịp giờ nữa mà. Quần sớm kịp giờ nên là Khải làm video trước. Rồi cái gì Khải up rồi tối anh em xem sơ qua. Rồi chúng ta chuyển đến vấn đề là tối tham gia tống kim thôi, cho nó nhanh gọn video. Đó, nếu mang kiểu này thì 120 chón, 80 chậm thì có 20 kháng lôi thôi. Kháng lôi khá là bèo. Được cái này móc cái kia, được cái kia móc cái này. Và nón đẹp. Trời, nón chùa. Xấu quá. Ừ. Nón bì trù đẹp nha. Bì trù đẹp nè, con này, xấu quá. Thôi bì trù đi. Trên cớ còn gì đẹp. Ừ, cái này cũng được nè. 11 nè. 1 bì trù nè. Bì trù có mực nè. Hơi bì trù này cho đẹp nè mày. Rồi. Ok. Bỏ nón vô. Rồi, đầu tiên là cái nón nè, 100 xu nè. Rồi xong, cái áo. Size di phục. Ừ, áo xấu. Xấu luôn. Ừ. Áo này nhí nhảnh dễ thương ấy. Áo này nhỏ con dễ thương ấy. Rồi, từ thì thử cái áo khác nữa. Ô, bì A. Xấu quá. Cú vĩ. Không, cú vĩ đẹp nhất này mà. Rồi. Ok, giờ là chuẩn rồi. Ôi, con ngựa phi dân của mình sao nó lại đen thui thui lùi vậy? What the hell? Ủa, con phi dân sao nó đen thui thui lùi vậy ta? Ảo à. À, hồi bị lắc. Rồi, ok. Rồi, giờ lên đảo mang đồ vào, mang cái kích vào là xong nha nè. Rồi, ok, tăng điểm cho nó vừa rồi, mang kích vào là chuẩn rồi. Lần này Khải lên đảo, Khải sẽ không full nội công nữa nè mày. Khải sẽ dồn về 100 nội công về máu cho nó khỏe. Hôm trước có Tết mà không ăn thua nè mày. Dồn về máu cho nó khỏe nè mày. Tạo giờ là 709 đúng không? Chắc nữa, tí nữa sẽ còn 609. Tí nữa sẽ còn 609. Khải sẽ rút 100 nội công về lấy 300 máu cho nó trâu. Vừa cho vừa đam nè mày. Chứ không thể nào đam thì làm ăn được gì cả. Này 609 là chuẩn nè. Rồi. 619 này, đó còn lại full máu. Đó. Sẽ chơi lượt 9, ok. Đó lực tay là 4.200 và 4.400 nha nè. Vô tổng kia thì 4.500 và 4.300. Đó. Này không mang khăn lôi. Không mang miếng khăn lôi nào luôn. Để chầu kháng lôi thử châu nhà nào. Bây giờ Khải sẽ test mang hai món kháng lôi 50 chậm và 80 chón. Rồi. Kháng lôi được 64. Nhân vật nữ nha nè. Đó. Hiện tại bây giờ là mang hai món khăn lôi. Máu được 1k9. Trời, tốc độ của nó 69 nè. Đại sư huynh là như là 4 kỹ năng kèm với dòng nghiên số là 5 kỹ năng nè mày. Cộng 5 kỹ năng ai chơi lại. 5 kỹ năng nè mày. Vãi chưởng. Bảo hộ 5 triệu. 5 kỹ năng
Ô, kiếm à? Ô, giờ thật đâu rồi? Trời, đâu rồi? Ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da. Ây da, giờ đang kiếm rồi nè mày. Ây da. Ây da, cũng ok đó nè. Ây da. Đâu, anh chết luôn rồi. Đồ giờ đang kiếm thật đâu gơ nè mà. Chuyển hai ba cá mình bắt hơi rồi. Không ai khẳng lôi nè. Đó đang chuyên việc kiếm nè mà không ai khẳng lôi. Chuyển ba cá mình bốc hơi. Đó sẽ đồ đại hình anh em có thể xem trên like Khải cũng biết rồi nè mà. Sẽ đồ quá đẹp. 105 chậm. Và 80 chón. Một món khẳng lôi. Rồi thêm làm chậm nữa. Chỗ này ông mang nhận khẳng lôi á. Cái tóc 20 biên sát số 12. À, nếu mang chỗ này thì 80 chón. 80 chón anh em khá đều nè, 80 chón. Và 50 chậm và hai món kháng lôi đó. Chung là đỡ mà tăng pin thêm kháng lôi chỗ này cũng được nè. Kháng lôi được 64 khá ok. Mà hiệu ứng thì hơi thấp. Đó. Hãy chung mấy cái đánh theo hướng này xem. Tại vì cũng nhiều anh em đánh đâm hành với 80 chậm. Ôi sorry anh em, nhiều anh em đánh đâm hành với 80 chón và 40 chậm thì kháng lôi 6x thì họ đánh khá là trâu. Hôm trước mình thì kháng lôi có 30 thôi, khá là cool. Là không dám đánh đổi 120 chón và lượng kháng lôi 20 đâu nè. Theo cái này tầm này đã đánh kim ok nè. Máu có, kháng có, hiệu ứng đầy đủ vừa đẹp chứ không cần phải quá nhiều. Nói chung cứ test cái hướng này trước, còn không được thì sau này mình sẽ chơi full 80 chậm 120 chón, không kháng lôi luôn, đủ chơi khô máu luôn, không kháng lôi luôn. Mà sợ thực sự không kháng lôi dở chết lắm. Test nhiều trận này anh em cũng biết rồi. Không kháng lôi rất là nhanh chết. Không kháng lôi rất là nhanh chất. Đây bọn thì món kháng lôi vô phải không? Biết ngay rồi không? Một món kháng lôi 19 test thử lại nè. Quýnh thử được không? Ôi, ông chết tại chỗ luôn. Hai trường chết tại chỗ luôn. Trời, đi kiếm mà không có kháng lôi dở chết quá. Trường đúng hai trường chết luôn nè. Ở đó mua máu đỡ mình test cho ông đánh mình thử có chết được không? Ừ, cũng đang test điểm, cũng đang test điểm nè. Cứ trong test thoải mái. Ờ, à, mua thêm ít mình nè. Thực sự là với cái set này thì không có kháng lôi á. Thực sự là gặp gió đăng quyền thì rất khó nè. Một món kháng lôi này không ăn thua. Ngọc bòi phòng thủ không lấy rồi. Quên nhận ấn không lấy rồi. Thực sự là ạc này không có kháng lôi mấy. Đồ chỗ quýnh mình đâu rồi nha. Mình đâu rồi nha. Châu rồi nè. Mình cũng châu rồi, giỡn đâu. Mình lái tầm xa thì yếu mình lái tầm xa đánh thì đang kiếm đánh tầm xa đứng gần là cũng chết liền nè. Ôi dạ, ôi dạ. Đâu nhấp tay rất khó là muốn kiếm áp sát là khó khó nhấp tay luôn nè. Dồn đám. Nói chung là muốn đánh nó phải mang thêm khăn lôi. Tóc sao có 87 rồi. 87 đạt 81 rồi. Tấm 7 có đâu nhiều. Mang kiếm tóc 20 nữa là à phải hơn chứ. Không phải à 101 quá dữ nữa. Giao mua im báo lại. Rồi, thấy cái này xong xuống đảo luôn nhanh. Ấy da 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 da. Gì đây? Ok.
Thiên Hà Vô Địch. Rồi. Trời, chết luôn, hai trường chết mục tiêu rồi. Dạ, đánh kiếm người đó cũng toàn. Nếu đánh tăng nhân vương đánh kiếm người đó toàn. Chứ không hai cái anh chết mà. Không có kháng lôi nữa này. Vô là do ảnh này không kháng lôi, giờ chết lắm nè. Không chết liền hết chứ. Không kháng lôi. Không kháng lôi sao đánh. Không kháng lôi sao đánh được. Đi tiếp vài chỗ anh em xem. Ở đâu? Có thêm trời lên liền kêu luôn à. Canh này. À giống như thời xưa luôn nè. Thiên trời dắt như mây lên đảo đi quýnh chậu vái trướng thiệt. Hay nha. Hay đấy, đam mê, có đam mê đấy nam. Có đam mê đấy. Rồi, thật sự xuống đảo luôn em ơi. Tăng thêm 300 máu cho nó cho chồng. Rồi. Đó, nếu mà đánh thực chất thì như thế này 80 chón, 2 món khăn lôi, 1 món lôi sắc nội công và 50 đồng chậm. Đó. Đâu à, lần này tăng sức mạnh nhiều. Sức mạnh nhiều là máu yếu lại thôi. Sức mạnh nhiều máu yếu lại. Ồ, mình trường cái nửa máu, mình trường cái nửa máu. Này, câu đam hút ông chết. Nửa máu, ê, đâu hết mana. Mình trâu à. Rồi, ok. Rồi, ok, xuống đảo rồi em ơi. Rồi, ok anh em xem video đừng quên để lại khảo like, chia sẻ, ủng hộ chơi em ơi. Đó, cơ hội thì nếu mà mang chuẩn như thế này thì được khăn lôi số 14 và với móc 80 chón, 50 chậm và một ca lôi sắc nội công. Còn nếu mà thích mang theo kiểu này thì sẽ có 120 chón. Đó, 120 chón và 85 chậm và không món khăn lôi luôn. Đó, nếu mà chơi khô máu thì thực sự hiệu ứng mắt pin, không có khăn lôi luôn. Khăn lôi chỉ có 20 điểm khăn lôi thôi. Đấy nè, thấy chưa? Đó, nếu mà mang khô máu kiểu này thì 120 chón. Đó, với kèm với một lô sắc nội công thì thực sự là quá đẹp luôn nè. Mát hiệu ứng chón này. Và với 154 nội công với lại 80 chậm. Thật là có thể bỏ nhẫn này vào. Đó, mang khăn lôi 36 tương đương như cũ. 120 chón. 120 chón và một lô sắc nội công. Đó, có 3 hướng test như vậy nè. Rồi, bây giờ khai xuống đảo nè em ơi. Và kính chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên đỡ chúng ta cùng chờ đợi xem liệu tống kim tối nay như thế nào nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều. Bye bye, xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye mọi người.